là sẽ có cái dạng đề thi cũng tương tự như thế này. Đó. Thì đề thi như thầy đã nói thì gồm có 5 câu, 5 câu. Cấu trúc của các cái câu thì chúng ta xem vào đây nhé. Nhìn này. Câu số 1. Câu số 1 thì chúng ta đọc đề bài chúng ta thấy là nó vào chương mấy? Em nhìn thấy đề bài chưa? Rồi, chương 1. Chương 1. Đúng rồi, chương 1. Chuẩn đấy. Thì trong cái form đề thì các em có thể ghi lại cho thầy này. Cái câu 1 ấy, thì nó sẽ thường rơi vào chương 1 và chương 3. Đấy, xác suất rơi vào hai cái chương này là 50-50. Có nghĩa là có thể là thi đi không, chúng ta không gặp một bài vào chương 1 thì thi lại chúng ta sẽ gặp phải nó. Câu số 2. Câu số 2 thì chúng ta nhìn thấy này. Ở đây là kiến thức này thuộc chương mấy? Chương 2. Sai. Chương 2 trong trường hợp là cái dòng dọc M2 của chúng ta ấy, là khối lượng của nó có thể bỏ qua hoặc là bằng 0. Thì là chương 2, nhưng nếu nó có khối lượng thì kiến thức nó lại là ở chương số 4 nhá. Thì cái câu 2 này chúng ta sẽ ôn tập hai cái chương, đó là chương số 2 và chương số 4. Xác suất rơi vào chương số 4 của chúng ta là nó vào khoảng là 80%. Thực tế thì chúng ta cứ ôn chương số 4 nó dễ. Rằng là chuyển sang được chương số 2 bằng cách là cho cái dòng đọc của chúng ta nó có khối lượng bằng 0 thì nó về cái dạng bài chương số 2 thôi, đúng không? Chỉ duy nhất có một dạng bài mà chương số 2, chương số 4 không có, đó chính là cái bài toán người trong thang máy ấy, để tính khối lượng biểu kiến của người ấy. Hoặc là áp lực lên sàn ấy, thì đấy là cái bài mà cũng cũng cần phải lưu ý. Sang chương số 3 này. Chương số 3 của chúng ta ở đây thì 100% thì sẽ rơi vào nội dung của chương số 5 nhé. Câu 3 thì 100% sẽ rơi vào chương số 5, có nghĩa là trong chương 5 kiểu gì cũng có một bài đấy. Nên để ôn tập nhanh nhất, đỡ mất thời gian mà chúng ta gọi là thi để qua, thì chúng ta sẽ chọn lọc cái chương để chúng ta ôn, thì không nhất thiết là các em phải ôn hết. Cái này nó khác với phổ thông ở chỗ đấy. Phổ thông thì thường là chúng ta sẽ ôn hết những cái nội dung và ôn rất kỹ, nhưng mà trên đại học thì cái thời gian ôn tập thì nó cũng không có nhiều, thì chúng ta phải lựa chọn cái cách ôn. Chương số 4 thì rơi vào nội dung của chương số 6 và chương số 7 đấy. Tỷ lệ của chúng ta ở đây thì vào khoảng 40% sẽ vào chương số 6 và 60% thì sẽ rơi vào chương số 7. Câu số 5 chính là cái nội dung các em nhìn thấy đề bài ấy, chính là cái nội dung mà chúng ta vừa học. Ừ. Thì nội dung của cái chương cái chương số 8 và số 9 của chúng ta ấy, thì sẽ dùng cho cái câu số 5 trong đề thi. Và cái xác suất mà rơi vào hai cái chương này là bằng nhau, có nghĩa là đều là 50%. Qua tham khảo cái đề thi này chúng ta thấy đề thi này ổn đúng không?
thầy chấm điểm, thế điểm của lớp ta cao, chứng tỏ là làm bài tốt nha. Còn thầy giới thiệu về hình thức thi nhé, để chúng ta cũng biết được này. Trong hai trường hợp, đầu tiên là trường hợp thông thường trước, nếu mà mọi thứ trở lại bình thường, chúng ta đến lớp thì thi nó sẽ diễn ra như sau này. Theo cái lịch tiến độ của chúng ta ấy, cái tiến độ này thì đầu năm đã có rồi, và các em nhìn cái phần tiến độ của mình ấy, các em có thể biết được là khi nào mà chúng ta kết thúc cái môn học, khi nào chúng ta sẽ thi. Thông thường thì mọi năm thì chúng ta sẽ có hai cái tuần nghỉ đấy, và chúng ta sẽ thi vào hai cái tuần đấy. Các môn thi thì nó sẽ xen kẽ nhau cứ khoảng là 2 đến 3 hôm thì chúng ta sẽ thi một môn. Chúng ta thi ở đây là thi theo đơn vị khoa, chứ không phải thi theo đơn vị lớp. Nhà trường sẽ trộn cái số báo danh của chúng ta, trộn danh sách của chúng ta đấy, và sẽ gửi cho chúng ta một cái tin nhắn thông báo về ngày giờ thi, môn thi và số báo danh. Sau đó đến phòng thi và thậm chí là cái vị trí chúng ta ngồi trong cái phòng thi đó. Đấy, đến đúng ngày giờ như tin nhắn thì chúng ta đến, chúng ta sẽ thi. Thì các cái phòng thi của nhà trường ở đây thì sẽ có một phòng bình thường, phòng nhỏ theo đúng tiêu chuẩn là sẽ có hai giáo viên coi thi cùng cái hệ thống camera ghi lại toàn bộ cái quá trình mà các em thi. Có cái camera này nó phục vụ cho cái việc hồi tố sau này mà nếu mà có cái ý kiến liên quan đến cái việc là xác nhận tình hình thi của môn thi đó thì nhà trường sẽ mở ra để xem lại xem đúng là chúng ta làm bài có sử dụng tài liệu hay không. Các cái nội dung trong cái phòng thi thì nó cũng giống như cái chúng ta đã thi nhiều kỳ thi khác rồi, đúng không? Thì thầy không phổ biến nữa. Còn đối với trường hợp mà chúng ta thi online, cái khả năng này khả năng là đã xảy ra cho các anh chị khóa trước ấy, thì nhà trường cũng sẽ cho chúng ta là cái lịch thi đấy, thông báo lịch thi cho chúng ta. Nếu bạn nào tham gia được thi thì chúng ta tham gia, còn nếu bạn nào không tham gia được thì chúng ta sẽ báo lại với bên chỗ giáo viên chủ nhiệm và gửi cái đơn lên trên hệ thống đại học điện tử. Vì nhiều bạn là có lý do bận, hoặc là cái gọi là cái trang thiết bị của chúng ta lúc đó nó bị lỗi, bị hỏng, hoặc là không có, chúng ta không thể thi được online đấy. Thì những cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ có một cái đợt thi bổ sung sau đấy. Còn với những phần đa các bạn như năm trước thì thấy rằng là đều muốn đăng ký thi online, thì khi mà chúng ta đồng ý thi thì đến cái ngày giờ ca thi đó thì chúng ta đăng nhập qua hệ thống đại học điện tử. Nhớ là phải đăng nhập qua hệ thống đại học điện tử nhé, vì chúng ta đăng nhập ngoài thì không được chấp nhận. Như là cái việc mà các em học cái môn của thầy thì rất nhiều bạn là vẫn đến bây giờ là vẫn đăng nhập bằng cái tài khoản ngoài. Đấy. Tiện đây thì thầy cũng nói luôn là theo thống kê thầy xem ấy, thì nhiều bạn là rất ít vào cái phần đại học điện tử để xem bài giảng cũng như là làm cái phần trắc nghiệm trên đó. Cá biệt để mở lại cái bạn cá biệt lớp mình có các bạn nào nhỉ? Còn chưa vào lần nào. Lê Hải Đức à? Lê Hải Đức này có đi không? Mấy điểm danh có vắng không? Xem lại danh sách lúc nãy xem nào. Em thấy vừa đổi thiết bị thế nào? Lê Hải Đức à? Không, ở Cao Văn Mạnh ạ. Không, thầy hỏi bạn Lê Hải Đức thôi. Đấy ạ. Lại vắng à? Ừ. Còn rất nhiều bạn ở đây hiện tại là đã lâu lâu rồi. Đã mấy mùa trăng rồi. Vẫn chưa vào cái trang này.
Đỗ Danh Duy Anh chẳng hạn, đây thầy vừa nhìn nhanh là thấy là bạn này là lâu rồi chưa vào. Ông Nguyễn Đức Hiếu đi chẳng hạn. Đấy. Hiếu là hai mùa trăng rồi, chưa vào. Có lẽ từ đầu đợt học đến giờ chắc là vào được buổi đầu tiên. Thì các em lưu ý nhé là tất cả cái thời lượng các em vào, ngày giờ các em vào, khối lượng các cái bài trắc nghiệm mà các em làm thì các thầy cô là đều có những cái số liệu thống kê là như thế. Đấy. Thì đang nói về thi thì nhà trường cũng vậy, nhà trường yêu cầu chúng ta vào khi mà làm bài thi thì sẽ thông qua cái hệ thống của nhà trường. Thì yêu cầu ở đây thiết bị để làm cái đề thi, làm cái bài thi online ấy. Thì đối với môn vật lý của mình ấy, thì gần đây nhất là nhà trường yêu cầu là chúng ta phải có hai cái thiết bị mà có thể vào được mạng. Hai cái thiết bị đó có thể là đều là hai laptop, hoặc là đều là hai điện thoại, hoặc là một laptop một điện thoại, tóm lại là phải có hai thiết bị. Còn những bạn nào mà trường hợp mà không có đủ yêu cầu như thế thì nhà trường không cho chúng ta thi, mà các em sẽ đăng ký thi bổ sung sau. Thi bổ sung ở đây thì có thể là tình hình dịch bệnh nó vẫn tiếp tục thì chúng ta vẫn thi bổ sung online, còn nếu không thì chúng ta khi mà đi học thì chúng ta sẽ thi bổ sung ở trên lớp. Thì hai cái thiết bị mà chúng ta dùng vào để thi thì có một cái thiết bị có camera quay cái khu vực mà chúng ta làm bài. Một cái thiết bị khác thì để chúng ta đăng nhập vào hệ thống đại học điện tử để chúng ta lấy đề thi, tức là hình ảnh đề thi để chúng ta làm ấy. Đấy. Thì toàn bộ cái quá trình các em thi cũng thì sẽ được ghi lại để sau này là để làm minh chứng nếu mà chúng ta có cái vấn đề gì. Bài chúng ta làm bài thi ở nhà thì các em sẽ phải bảo lưu cái giữ lại, giữ gìn cái tờ bài thi đến thật cẩn thận. Nếu mà sau này có thắc mắc về điểm số ấy, thì chúng ta có cái cơ sở để chúng ta thắc mắc. Thì sau khi mà các em làm xong thì chúng ta vẫn làm giống như thầy hay yêu cầu là chúng ta chụp ảnh, sau đó chuyển thành file PDF. Cái thao tác này thầy nói rất đi rất lại rất nhiều lần rồi nhé. Nhưng khi nộp bài vẫn có bạn là nộp nguyên file ảnh cho thầy, nộp nhiều file. Nếu mà là thi thì là nhà trường sẽ không đồng ý đâu nhé. Còn thầy thì thầy châm trước. Nhưng mà thầy muốn rèn luyện cái kỹ năng này chúng ta. Chúng ta quen nó đi nhé. Bạn nào mà bây giờ mà vẫn còn đang nộp file ảnh thì chúng ta hết sức lưu ý cái này cho thầy. Khẩn trương là tập mới hỏi han các bạn trong phòng, trong lớp mình để biết cách. Nộp cái file PDF nhé, chứ không phải nộp đường link đâu nhé. Nhiều bạn vẫn còn đang gửi cái đường link. Đường link cũng không được chấp nhận. Đấy. Sau khi mà đến hết cái thời gian làm bài thì các em vẫn có 10 phút giống như thầy hay làm cho cái thao tác là chúng ta chụp ảnh và gửi bài. Thì cũng giống như chúng ta làm ở đây, chúng ta thấy là do đường truyền, do cái thiết bị của chúng ta, cái bộ xử lý nó hạn chế về mặt thời gian. Rất nhiều bạn là không kịp nộp bài, quá cái thời gian. Đấy. Thì ở đây thì nhà trường sẽ đóng hệ thống. Khi mà đúng cái thời gian đó là nhà trường sẽ đóng lại thì là bài chúng ta sẽ không nộp được nữa. Và lúc đó thì chúng ta sẽ không được công nhận cái kết quả thi đấy, hay là cái khác là kết quả thi của chúng ta là điểm kém. Đấy. Còn nếu mà chúng ta có lỗi về thiết bị thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ gọi điện đến bên trung tâm khảo thí. Có số điện thoại nhà trường sẽ cung cấp cho chúng ta cái hotline đấy. Đấy. Để thông báo cái tình trạng của chúng ta là tại sao chúng ta không nộp được bài do cái lỗi thiết bị, đúng không? Tiếp nữa là sau khi mà chúng ta nộp xong bài thì chúng ta đợi kết quả thôi. Nhà trường cũng sẽ thông báo, nếu mà các em đăng ký dịch vụ tin nhắn thì điểm thi sau khi mà đã có sẽ được nhắn tin đến số điện thoại của chúng ta. Đấy, trên đây là thầy phổ biến về gọi là giới thiệu sơ qua về cái buổi thi của môn vật lý dưới cả hai hình thức, nếu mà trực tiếp thì như thế nào, nếu mà online thì như thế nào, để chúng ta là nắm được, định hình được, để chuẩn bị tinh thần. Thế bao giờ thì thầy? Thầy lúc đầu thì em theo tiến độ đào tạo của các em phải cập nhật cái này, tại vì thầy
Việc của thầy chỉ là dạy hết cái môn này là xong, còn thi bao nhiêu thi như nào là không phải việc của thầy mà là do nhà trường tổ chức, đúng không? Thì tiến độ ở đây thì thông thường thì nó vào tuần thứ 13 hoặc tuần thứ 14 thì chúng ta thi, như hôm nay thì chúng ta đang học tuần thứ 6 đúng không, buổi thứ 6 rồi. Chúng ta có câu hỏi gì nữa không? À, không ạ. Không có câu hỏi thì chị tranh thủ cho thầy nha. Thầy sẽ yêu cầu là lớp làm cho thầy câu số 5 trong cái đề thi này. Đấy. Các em làm thì các em gửi qua Zalo cho thầy thì chữa luôn cho nhé. Trường số 9 là trường rất dễ, nếu đề thi mà rơi vào trường này thì phần đa các bạn đều làm được. Nhưng có một cái lỗi mà chúng ta hay mắc phải, đó là lỗi chúng ta trình bày nó tắt quá, gọn quá. Các thầy cô không biết chúng ta cho điểm như nào. Nhớ cho thầy là một bài trong đề thi thì bao giờ cũng sẽ chia thành 8 cái mục nhỏ để cho điểm. 8 cái mục nhỏ. Đấy. Bài nào có thể hình vẽ thì hình vẽ là một mục rồi. Còn lại là 7 cái mục khác thì khi trình bày chúng ta phải đảm bảo chúng ta có đủ tối thiểu bằng ấy dòng, bằng ấy công thức, đúng không? Thì cái bài này nó dễ, dễ thì rất nhiều bạn làm tắt, làm gộp ấy. Đấy. Khi làm gộp như thế thì lại không có căn cứ để chúng ta cho điểm vào cái phần riêng lẻ. Nên là chúng ta cứ viết nó dễ thì chúng ta viết, cứ viết nó đầy đủ nó ra. Nhất là cái chương số 9 này, bài rất ngắn, ngắn nhất trong tất cả các bài tập ở các chương khác. Em làm xong gửi lên Zalo cho thầy nhé.
Bạn nào gửi bài cho thầy Trinh nhỉ? Thầy gọi nộp bài vậy. Nhiều bạn là không chủ động nộp bài cho thầy. Để em nộp cho thầy. Em vẫn đang xem lại. Để em nộp cho thầy. Đây thầy nhận được rồi. Hai bạn gửi à? Để thầy sẽ xem cả hai cái phần trình bày của.